Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái loại đồng hồ Anen AN113D. Thì loại này cũng khá là nhiều người muốn dùng ha, rất là nhiều người muốn dùng loại này. Loại này rất nhiều chức năng. Ta nhìn bên ngoài nó cũng giống giống như cái loại JUIZT102A vậy đó. Thì cũng tương tự với các bạn, cách dùng cũng giống giống vậy đó, không có khác biệt gì nhiều, chỉ khác cái hãng với cái tên thôi. Thì sẽ có thang đo auto. Khi thang đo auto, ta sẽ đo được điện trở và điện áp ha. Ta sẽ đo được điện trở điện áp ở thang đo auto. Thì điện áp thì sẽ bao gồm cả điện áp DC và AC đều được hết ở thang đo auto ha, chúng ta đều đo được hết những cái loại đó. Hoặc chúng ta có thể chỉnh qua thang đo vol để đo vol cho nó chính xác hơn ha. Các thang đo chuyên dụng để đo vol thì ta đo sẽ chính xác hơn so với chúng ta để thang auto ha. Đo được cả điện DC vol. Nếu muốn ta muốn chỉnh qua AC volt, ta phải bấm nút range ha. Tại mình thấy là mình leo qua máy test thì cũng tương tự, bấm nút range thì sẽ qua bên điện AC volt. Ta đưa vào điện cho 220 ta đo thôi. Nó sẽ lên điện. Bấm nút range nữa thì sẽ ra tần số ha, cũng giống giống như cách dùng con ZT102A thôi, không có khác nhiều. Đo nhiệt độ thì chúng ta có cái cặp que đo nhiệt độ riêng ha. Nó cái đầu thử thì ta sẽ đo được. Rồi ta đo điện trở thì ta có thể chỉnh qua cái thang đo điện trở để đo được chính xác hơn ha. Chúng ta để thang auto vẫn đo được đó, nhưng mà sẽ không chính xác bằng ta đo ở cái thang chuyên dụng của nó. Chúng ta bấm một cái nữa thì chúng ta sẽ qua được cái thang đo thông mạch và diode. Thông mạch sẽ có chuông kêu ha, và diode thì ta đo cho nó đúng thì nó sẽ hoạt động đúng hay không. Hoặc là chúng ta có thể chỉnh qua thang đo tụ thì phải chỉnh nha. Thang auto thì không đo được tụ ha, đo tụ phải chỉnh chứ để auto là không đo được tụ, bởi vì tụ sẽ có mang hai giá trị đó, đó là điện dung và điện áp ha. Điện dung thì phải đo chỉnh, phải chỉnh qua mới được đo được pha ra ha, chỉnh qua thang đo tụ để ta đo tụ. Hoặc chúng ta có thể đo được tần số hoặc là hiệu suất. Tần số thì cũng có nhiều người dùng, còn hiệu suất thì hết ha. Về đây là đo DC ampere, DC ampere nha. Thì chúng ta sẽ mắc giống như mắc công tắc các bạn, mắc nối tiếp giống như mắc công tắc vậy nha, chúng ta không đo song song được nha, mắc nối tiếp nha. Rồi ACA cũng vậy, điện AC thôi. Chúng ta đo thử cái miliampere thì cũng giống như đo ampere thôi. Ta sẽ phát chức năng NCV phát hiện dòng điện ha, sẽ có tiếng kêu và các vạch ha, hoặc là tao phát hiện nó không cần chạm ha. Rồi bây giờ kết thúc, bạn nào cần liên hệ mình ha.